Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bắt đầu lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự kiện đầu tiên gây chấn động là tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng ngày 1 tháng 5 bằng hàng loạt các cuộc đấu tranh trên cả nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và quần chúng đã biến ngày lễ kỷ niệm này trở thành ngày biểu dương lực lượng vĩ đại, khiến thực dân Pháp phải khiếp sợ. Lúc này, vùng đất Nghệ Tĩnh đã nổi lên như một địa phương đấu tranh sôi sục nhất. Nơi đây vốn là vùng đất giàu truyền thống, lại từng chịu muôn vàn khổ cực dưới ách thống trị nên nhân dân đấu tranh rất ngoan cường. Khi ngọn cờ lãnh đạo của đảng được phất lên ở đây, phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ như sóng cuộn triều dân. Phong trào càng bùng nổ với cuộc bãi công của công nhân khu công nghiệp Bến Thủy và nông dân các xã ven thành phố Vinh, mở đầu cho Xô Viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng năm 1930-1931 trong lịch sử Việt Nam. Bỏ xu, giảm thuế, chống khủng bố, ủng hộ Liên bang Xô Viết, quốc tế là đồng đạo Việt Nam. Xem kìa, các cuộc biểu tình diễn ra ngày càng quyết liệt. Thưa các cụ bô lão, thưa bà con, chúng tôi rất là vui khi biết rằng từ độ quốc tế lao động 1 tháng 5 tới nay, tuy mới được 4 tháng, nhưng huyện chúng ta đã có nhiều cuộc đấu tranh gây tiếng vang lớn trong cả nước. Tuy nhiên, bè lũ thực dân, đế quốc sẽ không ngồi yên. Chúng đã huy động mọi lực lượng để đàn áp, dìm các cuộc biểu tình trong biển máu, hòng dập tắt phong trào cách mạng. Chúng tôi không sợ. Chúng tôi cũng không sợ. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Rất hoan nghênh tinh thần quần chúng của bà con. Ngay trong tháng 9 này, bên trên giao cho chúng ta phải làm một cuộc đấu tranh long trời lở đất. Bên trên có chỉ đạo đấu tranh như thế nào? Các anh cứ phổ biến. Nhân dân tuy chỉ có gậy gộc, tầm vong, giáo, mát, tất không thể bằng súng đạn. Nhưng chúng ta có tinh thần, có ý chí, có khối óc, chắc chắn không ngại xông pha. Vậy mọi người hãy ngồi sát lại một chút, chúng ta cùng bàn bạc. Mau xuống thuyền tới địa điểm tập kết thôi mọi người ơi. Mau lên. Mau lên. Mau xuống thuyền đến địa điểm tập kết. Đông người thật, quần chúng nhân dân các tổng, ai nấy hăng hái giựt đò, tiến sang phối hợp cùng nhau tấn công huyện đường. Xem kìa, khí thế như triều dân thác đổ. Đương nhiên rồi, hai bên bờ sông, đò dọc, đò ngang, thuyền nan, nóc thúng đều được huy động nhất tề làm phương tiện giao thông cho nhân dân đi biểu tình đó. Chúng ta sẽ làm kinh hồn giạt vía bọn đế quốc và tay sai. Lần này dân ta phải bắt sống tên tri huyện Phan Sĩ Bàng mới hả dạ? Giờ còn sợ gì nữa, chúng tôi chấp súng đạn của quân Pháp bắn sang luôn. Tiến vào huyện đường. Tên tri huyện Phan Sĩ Bàng đã chạy trốn rồi, binh lính trong huyện đường cũng sợ hãi bỏ chạy. Hay lắm. Lũ hèn nhát, đúng là bọn hùng nhân. Hay lắm. Tin vui cho chúng ta đây. Tự vệ đỏ ở Tổng Đại Đồng phát cầu Chợ Lạc chặn địch từ Đô Lương xuống. Tự vệ tổng Võ Liệt đã bắt giữ 11 tên tổng lý và những tên nghi là mật thám. Như vậy là chúng ta đã trấn áp tổng lý ở các làng để cắt đứt liên lạc của địch từ Vinh lên, từ Đô Lương xuống. Huyện đường đã bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địch ở huyện và tổng xã sẽ tan rã nhanh chóng thôi. Giờ thì chúng ta đã có thể xông lên đốt phá huyện đường, mở nhà giam thả tù chính trị, kéo về đồn Thanh Quả đấu tranh. Vậy là trong tháng 9, áp lực đấu tranh mạnh mẽ của nông dân Nghệ Tĩnh đã làm cho bộ máy chính quyền ở các xã, huyện bị tê liệt, tan rã. Lúc này, mọi công việc làng xã không có ai đứng ra đảm nhận. Xứ ủy Trung Kỳ đã đề nghị nông hội đỏ đứng ra điều hành chính quyền. Để làm được việc đó, chúng ta vận dụng theo mô hình của chính quyền cách mạng vô sản ở nước Nga Xô Viết, để quần chúng thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình. Thưa bà con, thưa các đồng chí, vậy là tổ chức nông hội đỏ đã cử ra đại biểu để quản lý mọi công việc trong toàn xã. Chính quyền Xô Viết được hình thành ở khắp nơi, làng ta cũng sẽ được coi là một trong những làng đỏ rồi đấy ạ. Làng đỏ là gì? Chính quyền Xô Viết là gì vậy các cháu? Dạ, là thế này ạ. Vừa rồi các cuộc biểu tình của chúng ta đã làm cho bộ máy chính quyền thực dân Pháp và bộ máy chính quyền địa phương lâm vào tình trạng tê liệt và tan rã. Dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tổ chức nông hội kiểm soát và thành lập chính quyền mới ở địa phương ta với hình thức giống như hệ thống Xô Viết ở bên Liên Xô ạ. Thì ra là vậy. Trời ơi. Thế còn làng đỏ, sao gọi là làng đỏ? Là những làng nào có chi bộ cộng sản lãnh đạo, có chính quyền cho người dân lập nên để điều hành công việc thì được gọi là làng đỏ đấy ạ. Vậy là chính quần chúng nhân dân chúng ta sẽ được tự tổ chức quản lý hả? Đúng rồi, đúng là vậy. Thật đáng mừng. Như vậy cũng có nghĩa là
lần đầu tiên những người nông dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã đứng lên thành lập được chính quyền của công nông ở Việt Nam. Vinh dự quá. Ấy chà, vinh dự quá. Bây giờ các chính quyền Xô Viết sẽ vừa thi hành các chính sách mới, vừa phá bỏ hệ thống chính quyền cũ. Rất mong được bà con nhiệt liệt hưởng ứng và giúp sức. Bà con ơi, mau lại đây nhận gạo đi. Đội Tự Vệ Đỏ mới đi tịch thu lúa của địa chủ để phân phát cho dân nghèo đây ạ. Tốt quá. Vậy tốt quá rồi. Thóc lúa thì đã có rồi, không biết thuế má và các khoản nợ thế nào. Các thứ thuế vô lý đã bị bãi bỏ. Các chủ nợ phải quản các khoản nợ cho dân. Các loại ruộng đất công, lúa công được đem chia cho nông dân nghèo. Ôi, thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy còn địa tô thì sao? Địa tô do Xô Viết quy định theo tỷ lệ 2/3 cho tá điền, 1/3 cho chủ ruộng. Mức tiền công làm thuê cũng do Xô Viết đưa ra. Chúng tôi sẽ thống nhất lại và thông báo cho bà con sau. Chúng con mang thóc gạo cho cụ đi. Thóc gạo ở đâu ra mà nhiều dữ vậy? Thóc gạo này là hoa lợi thu được trên những ruộng đất công mà nhân dân sản xuất chung đấy ạ. Hoa lợi này ngoài việc đem chia cho những người sản xuất thì còn được trích một phần để vào quỹ chung để trợ cấp cho những gia đình nghèo, người neo đơn hoặc có người mất trong các cuộc đấu tranh đó ạ. Ôi chào, lần trước các cháu đã giúp tôi nơi ăn chốn ở vì nhà cửa bị địch đốt phá. Giờ nghèo đói ốm đau, bệnh tật cũng đều nhận được sự quan tâm. Mấy đứa đi học về rồi đấy à? Vâng ạ, bọn em không còn bị mù chữ nữa. Bọn trẻ được đi học rồi, một đời sống mới thật sự đã bắt đầu. Với hàng loạt các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa được thi hành tại các làng đỏ ở vùng nông thôn Nghệ, tỉnh, chính quyền Xô Viết đã giúp quần chúng nhân dân cảm nhận được những lợi ích cơ bản của mình thông qua thực hiện những quyền dân sinh, dân chủ đầu tiên. Tuy nhiên, chính quyền Pháp đã sớm nhận thấy tình hình nghiêm trọng và có nguy cơ lan rộng. Chúng đã tập trung lực lượng để đàn áp phong trào. Dân Nghệ An đã tự lập nên chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh sao? Thật là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chúng ta cai trị ở đây ạ. Dạ phải, quần chúng như nổi cơn thịnh nộ vậy. Trong giới quan lại, số xin nghỉ việc, số xin đổi đi nơi khác, số quan lại được cử ra thay thế cũng dè dặt trong khi làm nhiệm vụ. Phải điều những quan lại sừng sỏ giàu kinh nghiệm dẹp loạn từ nhiều nơi khác tập trung về Nghệ Tĩnh. Phải thay thế toàn bộ lính người Việt bằng lính Lê Dương để vào giám sát chỉ huy ở đồn lính Khố Xanh, thâm nhập vào từng thôn xã để kiềm kẹp các hoạt động của quần chúng. Và tất nhiên phải mở các cuộc khủng bố trắng thật dã man để tiêu diệt mầm mống cộng sản. Trong quá trình trấn áp, chính quyền thực dân Pháp đã điều động lực lượng binh lính đi càn quét, triệt hạ các làng mạc, chia rẽ mua chuộc một số phần tử trong phong trào. Do sự khủng bố tàn bạo khốc liệt, chính quyền Xô Viết chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Phong trào đấu tranh của quần chúng đã bị chìm trong biển máu và dần dần lắng xuống. Các Xô Viết lần lượt bị giải tán rồi. Tôi đau lòng quá. Nhân dân chúng tôi vừa được tận hưởng cuộc sống tự chủ chưa bao lâu thì đã ra nông nỗi này. Rồi sau này biết sống sao? Cụ chớ bi quan. Hãy coi như đây là cuộc tổng diễn tập của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng. Qua phong trào, đảng đã có nhiều bài học kinh nghiệm về việc xây dựng chủ trương, đường lối đúng đắn. Sau này có thể đề ra khẩu hiệu đấu tranh phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khát vọng của quần chúng nhân dân. Phải đấy à, phải trải qua những cuộc thử lửa đầy gay go, ác liệt, chúng ta mới tôi luyện và chuẩn bị chu đáo cho những cuộc khởi nghĩa về sau chứ ạ. Hai cháu nói đúng. Thế hệ chúng ta có hy sinh thì thế hệ con cháu chúng ta mới có bài học rút ra cho công cuộc cách mạng lâu dài được. Chắc chắn dân Việt sẽ giành lại độc lập cho dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho tương lai đất nước.